đúng không? Đúng rồi, nhỏ em. Đâu, người em nhỏ anh em mình dắt coi. Dắt đi luôn, dắt đi bán luôn. Dắt đi bán luôn. Dắt đi bán ở đâu xuống được đâu. Thấy lên được ở đâu xuống được. À, em muốn gì em? Phải có. Cho em trà sữa matcha. Rồi, ok. Một ly rau má, hai ly rau má. Rồi dạ. Em mập. Hình như anh em ơi, hình như bên kia rau rau má sữa. Bên kia có một bạn nữ rất là xinh xinh, nhỏ nhắn xinh xắn đúng không? Em đón bạn này cao cỡ mét mấy? Đón là mét 6. Không tới ông nội ơi. Anh nói 1m5 mấy à, bé này nhỏ. Thì bây giờ sẵn á, mình sẽ sao ta? Mình sẽ thử mời bạn nữ này vào kênh của mình để thử với lại mấy chiếc mô tô. Tại vì hồi đó giờ mấy bạn nữ cao cao mà bây giờ một bạn nữ dưới 1m6, 1m50 mấy thôi, 1m50 năm mấy gì đó, mình đón vậy. Thì mời bạn nó vào để ngồi xe coi thử như thế nào nha anh em nha. Em có tin anh rủ được không? Tin không? Không. Sao không? Không tin. Không tin anh sẽ chỗ tài cho em. Không có mô tô nha. Không, được rồi, được rồi. Ủa, hello em. À, em tên gì á? Em tên gì anh hỏi được gì? À, thì hỏi cho biết, tại nhà anh gần đây nè. Em tên là Thiên ạ. À. Thiên hả? Tên Thiên, gái tên Thiên, Thiên thấy lạ lắm luôn á, lần đầu tiên anh nghe á. Thì tại vì anh thấy em á, thật sự á là, lúc đầu anh thấy em là nhỏ nhỏ xinh xinh. Nhỏ xinh. Ừ, trắng. Nên anh có một cái thử thách nhỏ nhỏ, ý là anh muốn em thử ngồi lên xe, hoặc là thử được thì mình chạy xe, hoặc là mình cảm nhận về con xe mô tô phân khối lớn. Không biết được không ạ? Lúc trước em có thích mô tô. Là trước có thích mô tô luôn? Trước em có thích mô tô, nhưng mà sau thì khi lớn lên á, kiểu em thấy chân em ngắn nên là em không đi mô tô. À, là lúc nhỏ thích mô tô nhưng mà lớn lên thì thấy chân ngắn. À, là hồi nhỏ thích mô tô, bây giờ lớn lên là thấy chân ngắn nên không thích. Ok, mà hồi đó giờ có lên mô tô bao giờ chưa? Chưa luôn. Ê, bé nói chuyện đó. À, quên giới thiệu là em sinh năm bao nhiêu được không? Tại vì thấy em rất là nhỏ luôn, chắc 18 hoặc là 17 gì đó. Anh đoán em sinh năm bao nhiêu ạ? 16. 16 á? 16 tuổi. Không ạ, em 18. 18 tuổi rưỡi. Là bữa nay đúng 18 tuổi. 18 tuổi rưỡi, gần 19. Không mà, nhìn bé là có vẻ là nhỏ hơn so với số tuổi của em luôn. Ờ, thì bây giờ mình trực tiếp mình thử luôn nha. Đi mô tô vậy ạ? Anh thì đúng rồi, thử những chiếc mô tô luôn. Cho thử nó sẽ như thế nào, là hồi nhỏ thích rồi bây giờ là không có điều kiện, hay là không có điều kiện chân ngắn đúng không? Chân ngắn. Ok, chân ngắn thì mình thử luôn, thử cho biết, thử sức mình. Ok em nha. Vâng. Ok, thank you em. Đứng. Thì đây là hai con xe của anh ha. Anh sẽ đem ra đây để cho em ngồi thử. Con này là con này anh người ta hay gọi là BMW S1000RR. Cái biệt danh của nó còn gọi là mắt lé. Mắt lé có nghĩa sao? Là em nhìn em đón, nhìn phía trước. Nó giống bị lé sao? Là sao? Nó giống bị lé hay sao? Tại sao mà giống bị lé? Hai mắt này. À đúng rồi. Đây là thiết kế của bất đối xứng của Đức á, bên Đức của hãng á, người ta thiết kế bất đối xứng vậy đó. Đó. Thì con này thì 1000 phân khối, nó mạnh lắm. Em kéo có thể tốc độ 300 km/h. Người em còn nhỏ hơn cái xe nữa. Bây giờ em quên. Em cao 1m bao nhiêu ta? 1m56 ạ. 56. 1m56 thì một cái chiều cao là cũng khó chơi mô tô. Đúng không? 1m6 thì cũng mới dễ, 1m56 là điều khiển xe hơi khó.
Bây giờ em thử ngồi lên xe đi cho mọi người ngắm coi. Thử á? Ngồi lên thử coi. Qua đây. Đúng rồi, leo lên luôn. Nhưng leo lên luôn. Phải khó à. Thì leo lên luôn, không sao đâu. Leo đại đi em, hết sức đi em. Chống thử đi. Trên đây còn không chống rồi. Đây. Chống thử, con thử coi. Cái chân bên kia. Nè, được. Chân bên kia. Rồi, thử anh nghiêng thử nha. Bây giờ sự hỗ trợ thôi. Em vô em nghiêng giùm anh thử thôi. Rồi. Mỗi người bên. Rồi, em chống thử hết hai chân coi. Không được. Em bẻ tay lái coi, em cầm hai tay lái giống như là mình là biker vậy đó. Anh em có thể quay cái khúc này. Nó hơi nhỏ so với xe anh em. Đúng không? Đúng rồi, nhỏ. Em đâu, người anh, nhỏ anh em mình dắt coi. Dắt đi bán luôn đâu xuống được đâu. Thích lên được đâu xuống được. Tao đã không? Đã. Đã. À, cho em thử để tiếng máy thử em nghe cái cảm giác máy như thế nào nha. Rồi, ui. Bấm nút chỉ em bấm nút. Đây ạ. À? Bấm sao rồi? Bấm để sợ hay gì? Hơi sợ, người em nhỏ quá, nhưng mà thích quá. Rồi ngồi đi, đúng rồi, là sao? Cảm giác nó là sao? Thích ạ, thấy vui vui, nghe nó, tiếng cũng vui. Nó rừ, xăng lên lên giá, rừ, cái là 5.000 xăng rồi đó. Nhưng mà tiếc quá, nếu em mà chân dài hơn tí thì em đi rồi. À, không, nhiều khi con này nó to hơn. Ê, đâu em thử qua con nhỏ hơn coi. Con nhỏ hơn nó là xuống được không? Hay là anh bồng xuống? Thôi, em tự xuống. Chiều cao khiêm tốn vẫn là một bất lợi anh em. Khó chơi xe. Con này sẽ nhỏ hơn này, anh nghĩ sẽ được. Thì con này là chỉ có 250 phân khối. 250 phân khối, nhưng mà cũng bốn mấy. À, rồi em thử đi. Nhưng mà vẫn không chống nổi. Vẫn không chống nổi hả? Dạ vâng. Thử hết sức coi. Không được. Không lỗi luôn. Không. Đâu anh thử anh hỗ trợ thử nha. Rồi chống thử coi. Rồi. Được rồi ạ. Nhón được nha anh em. Nhón được nha anh em. Nhón được. Thử mặc qua hỗ trợ đề máy không? Hỗ trợ. Tôi thử. Em đề không ạ? Chỉ cho bé đề. Kéo cái này xuống. Vặn này nó có đi không ạ? Không đúng không? Xuống xe. Không, cái này là em muốn chơi xe này á là em phải kim theo vệ sĩ á, hai anh vệ sĩ 6 múi. Ok. Rồi ok. Thì em chia sẻ lại cảm giác của mình khi mà mình thử một con xe phân khối lớn như vậy, em cảm giác là sao? Một người mà em từ đó giờ em chưa ngồi thử, chưa đi thử và chỉ nhìn nó chỉ thấy thích thôi, cũng chưa biết gì về nó, rồi sao bây giờ em trải nghiệm cảm thấy nó sao? Em thấy vui, thấy thích. Vui, thấy thích. Thích. Này tốc độ lắm đó nha. Vâng. Ừ, vui, thích đỡ gì nữa? À, em thấy sướng. Nhưng mà thấy thích khi mà có hai người hỗ trợ em sau. Không, nếu như mà rồi, hai anh... ngoài ra thì em có được dùng hết xăng của anh luôn. Ồ, mà tập tiện trên đây á, cho mấy anh em hỏi Facebook của em tên gì, với lại quê quán ở đâu, hiện tại là làm gì, giới thiệu luôn. Hello mọi người, mình là Chu Thị Thiên, Facebook của mình là Chu Thị Thiên, bánh bèo chúa. Mình đến từ Nghệ An và hiện tại mình đang học tập và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh.
Rồi có thông tin rồi đó anh em. Anh em nào muốn như thế nào, làm clip như thế nào, mình sẽ rủ Chu Thị An Thiên ạ. Chu Thị Thiên bánh bèo chúa nha mọi người. Tham gia những clip nữa, ví dụ như ngồi sau cá mập chạy 299 chẳng hạn. Rồi thì cái clip bữa nay là mình chỉ phỏng vấn sơ về cái cảm nhận của một người chưa, một bạn nữ nhỏ nhắn xinh xắn, chưa biết chơi xe, chưa biết gì về xe, ngồi trên con xe nó sẽ như thế nào. Thì hy vọng nếu như có tương lai thì clip sau anh em mình sẽ làm một cái clip là thử em ngồi sau xe như thế nào, cảm giác nó như thế nào, nó khác gì với ngồi xe thường không. Đó, thì đây là những cái cảm giác thực tế luôn nha anh em, không có phải là Thiên là biết trước hay là ngồi trên xe trước vậy đó. Đây là thực tế luôn, đây là lần đầu luôn đúng không em? Dạ vâng, đúng lần rồi, đầu rồi. Em ngồi trên cái con xe luôn, lần đầu, và không có thể chạy được nha anh em, tại vì chiều cao mà nó không có đủ. Thôi không? Anh à, anh nhắc đến chiều cao làm gì, mà hai con xe này giá bao nhiêu anh? Cái con kia á, nếu như mẹ mua mới á thì giá thị trường của nó phải tầm 800 hoặc tới 900, mua cũ thì nó sẽ giảm hơn, mua cũ tầm 600 rồi 500 mấy 600, thì tùy theo cái xe nó cũ như thế nào. Còn xe này giá thị trường của nó là tầm 201. Xe mới mà xe này lên rất là nhiều đồ chơi, xe mô tô khi mà lên đồ chơi thì nó sẽ tốn tiền hơn nữa, có thể vài chục vài trăm triệu. Đồ chơi nó rất là mắc, thế qua bên xe kia ngồi liền. Xe kia mắc hơn đúng không? Ok thì bây giờ kết thúc clip rồi, chào mọi người. Chào mọi người nha. Rồi mọi người nhớ like và subscribe cho kênh của Minh Biker. Và bây giờ mình chụp hình cho bánh bèo chú. Rồi nhớ bánh bèo chú vài tấm hình. Rồi clip sau á anh em có comment gì hãy comment bên dưới, mình sẽ làm clip cho anh em xem. Ok, cảm ơn anh em nha.